Báo cáo với các bác, đây là một đôi chim cu hồng. Đây là chim cu màu hồng các bạn nhé. Đấy, một đôi. Một đôi. Clip hôm nay em đăng là ngày 28 tháng 8. Hai con đều màu hồng, đầu hơi đốm trắng. Đó, có thể xem cho nó kỹ hơn. Tướng tá bộ mã rất là rõ ràng. Đôi chim cu hồng này thì em để giao lưu cho bác nào muốn sưu tầm về màu mè là 800k. 800k. Đây là con mái nhá. Con trống nó ở dưới này các bạn. Trống nó ở dưới. Con trống nó ở dưới. Các bạn nhìn thấy con trống chưa? Đôi chim cu màu hồng này là bác nào muốn sưu tầm thì chơi. Hoặc các bạn có thể tách ra ghép một con đực hồng với một con mái ta, hoặc là con đực ta ghép với con mái hồng cũng được. Thì cái dòng này nó dành cho cái bạn nào thích màu mè độc lạ một chút. Đấy. Màu của nó màu hồng nhạt thôi. Đó, màu hồng nhạt. Nó tóm lại là màu hồng. Gọi là chim cu hồng. Đây là con cái này. Đây là con đực này. Em để giao lưu cho bác nào sưu tầm màu mè là 800k nhé, chưa có vận chuyển các bạn ạ. Đây là chương trình giảm giá khuyến mại dành cho bác nào muốn sưu tầm về màu mè nhé các bạn nhé. Cái dòng này em đã đeo vòng ở chân rồi. Thì nói về dòng này thì nó, con chim này thì nó cũng đã được một năm rồi. Đấy. Khép cườm rồi. Màu hồng nhưng mà cườm đen nhé. Cườm đen các bạn ạ. Duy nhất em đăng 800k. Đấy. Để cho bác nào bác sưu tầm về màu. Clip em đăng ngày 28 tháng 8. Đấy. Chân đeo vòng. Con đực chân đeo vòng bên trái. Rất đẹp. Số 0, con đực đeo vòng số 0. Clip chim cu hồng bông đầu. Đẹp. Ok, số điện thoại của em để liên hệ 033 5305982. 0989177982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.